Nhắc đến những cái tên thống trị lĩnh vực thương mại điện tử toàn cầu, sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua Amazon hay Alibaba. Cùng với sự điều hành từ hai vị tỷ phú thành công Jeff Bezos và Jack Ma, hai cái tên này không ngừng khẳng định vị thế của mình trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, nếu đặt Amazon và Alibaba vào cuộc chiến thương mại điện tử, liệu đâu sẽ là cái tên giành chiến thắng? Để có thể đưa ra kết luận, hãy cùng Tony xin chào đặt hai tập đoàn này lên bàn cân so sánh nhé! Lịch sử hình thành. Amazon được thành lập vào năm 1994 với cái tên ban đầu là Kadabra. Sau đó, vì một số lý do công ty đã đổi tên thành Amazon. Cái tên có hàm ý lớn mạnh như con sông nổi tiếng. Cha đẻ của Amazon không ai khác chính là Jeff Bezos. Amazon khởi nghiệp với việc tham gia thị trường bán sách trực tuyến. Muộn hơn Amazon, Alibaba ra đời năm 1999. Năm đó, Jack Ma cùng 17 người bạn của ông đã cùng nhau lên kế hoạch phát triển thị trường thương mại điện tử Trung Quốc. Và họ quyết định thành lập lên Alibaba. Alibaba bắt đầu từ việc là một trang thương mại điện tử, nơi giao thương giữa các nhà sản xuất Trung Quốc và nước ngoài. Phát hành cổ phiếu công khai lần đầu, IPO, việc chào bán cổ phiếu công khai của Amazon diễn ra lần đầu vào ngày 15 tháng 5 năm 1997. Cổ phiếu ban đầu ra mắt với mức giá 18 đô la Mỹ. Tại thời điểm đó, Amazon đã huy động được số vốn 54 triệu đô la Mỹ, nâng giá trị của nó trên thị trường lên 438 triệu đô la Mỹ. Hiện nay, 1.000 đô la Mỹ đầu tư vào cổ phiếu của Amazon có trị giá tương đương 638.000 đô la Mỹ. Với Alibaba, đợt IPO đầu tiên diễn ra vào ngày 19 tháng 9 năm 2014, phiên giao dịch mở cửa với mức giá 92,7 đô la Mỹ. Đợt IPO đó đã huy động số vốn 25 tỷ về cho Alibaba, đồng thời nâng giá trị của Alibaba trên thị trường lên 231,44 tỷ đô la Mỹ. Sự kiện phát hành cổ phiếu năm ấy của Alibaba được đánh giá là một trong những đợt IPO lớn nhất thế giới. Dịch vụ và sản phẩm. Cả Amazon và Alibaba đều sở hữu một danh sách dài các dịch vụ và sản phẩm phổ biến trên thị trường. Bên cạnh một loạt các sản phẩm đa dạng phần mềm, quần áo, trang sức, vân vân gắn mác Amazon, công ty cũng mạo hiểm đầu tư vào nhiều thị trường khác, điển hình như các sản phẩm kỹ thuật số Alexa và Kindle, trang thương mại điện tử Zoomlay.com, hoặc các chuỗi bán lẻ như Wallfood. Về phần mình, Alibaba cũng không kém cạnh. Tập đoàn của Jack Ma đã mở rộng lĩnh vực sản phẩm, bao gồm cả dịch vụ thanh toán kỹ thuật số Alipay và các dịch vụ về điện toán đám mây. Vốn hóa thị trường. Nếu đem lên bàn cân, có lẽ Amazon sẽ hơn hẳn Alibaba về khoản này. Amazon có mức vốn hóa thị trường là 427 tỷ đô la Mỹ, vượt xa mức của Alibaba là 264,9 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cả hai con số này đều bị lấn át bởi những gã khổng lồ công nghệ khác như Apple 752 tỷ và Microsoft 507,5 tỷ. Quy mô nhân viên. Amazon có một đội ngũ nhân viên lớn mạnh trên toàn cầu là 341.400 người. Con số này vượt xa Alibaba, với tổng số lượng nhân viên chỉ lên tới 50.092 người. Amazon đồng thời cũng vượt mặt một số tập đoàn hùng mạnh khác về số lượng nhân viên, tiêu biểu như Apple 116.000 người hay Microsoft 114.000 người. Cổ đông lớn. Cho đến nay, Jeff Bezos vẫn là cổ đông lớn nhất của Amazon. Ông nắm quyền sở hữu 16,92% cổ phần. Cổ đông lớn khác của Amazon lần lượt là các tập đoàn Vanguard Group, BlackRock Inc., PricewaterhouseCoopers, FMA LLC và Capital One Investors. Khác với Amazon, cổ đông lớn nhất của Alibaba lại không phải người sáng lập Jack Ma, thay vào đó là tập đoàn SoftBank với 32,4%. Tiếp theo là Yahoo với 16,3%. Jack Ma chỉ nắm giữ 7,8% cổ phần của Alibaba. Độ phổ biến. Ở khía cạnh này có thể thấy Amazon có độ phủ sóng trên thị trường rộng lớn hơn Alibaba, với số lượng văn phòng công ty, trung tâm hậu cần và phân phối tọa lạc ở nhiều quốc gia, từ châu Mỹ, châu Á cho đến châu Âu. Với Alibaba, các chi nhánh văn phòng nằm ở một số nước cụ thể như Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Anh, Ý, Pháp, Ấn Độ và Úc. Trung tâm hậu cần cũng được phân bổ rộng rãi ở các quốc gia trên hoặc ở Canada, Bỉ, Đan Mạch, vân vân. Tuy nhiên, mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp của Alibaba lên tới hơn 200 quốc gia. Tầm ảnh hưởng đối với thương mại điện tử quốc gia. Tập đoàn Amazon đóng một vai trò lớn trong tăng trưởng thương mại điện tử ở Mỹ. Chỉ tính riêng trong năm 2016, Amazon chiếm tới 53% tăng trưởng doanh số bán hàng trực tuyến ở Mỹ. Điều này tương đương với việc Amazon có thể kiếm được 53 xu trong mỗi đô la mà người Mỹ chi tiêu trực tuyến. Ngoài ra, Amazon cũng chiếm 3% tổng khối lượng bán lẻ ở Mỹ. Trong khi đó, Alibaba cũng không hề thua kém tại sân nhà Trung Quốc. Báo cáo cho thấy Alibaba chiếm 11,18% tổng khối lượng bán lẻ tại Trung Quốc. Lượng truy cập website. Trang web thương mại Amazon.com,
của Amazon có lưu lượng truy cập khổng lồ là 2,2 tỷ người trên tháng. Con số của Alibaba cũng xấp xỉ với 1,5 tỷ người trên tháng. Trong đó, lượng truy cập của Alibaba được chia thành nhiều chi nhánh trực tuyến, bao gồm Taobao.com, 497,6 triệu người trên tháng, Tmall.com, 261,5 triệu người trên tháng, Alibaba.com, 108,6 triệu người trên tháng và AliExpress.com, 633,9 triệu người trên tháng. Khách hàng trực tuyến. Amazon có tổng cộng 310 triệu tài khoản khách hàng, trong đó có khoảng 44% luôn tích cực tìm kiếm mua các sản phẩm trên trang web Amazon. Nếu đem xét về mặt bằng chung, có thể thấy lượng khách hàng của Amazon gần như đã chiếm hết dân số Mỹ. Bởi theo thống kê, có 286 triệu người dùng Internet ở Mỹ trên tổng dân số là 321 triệu người. Mặt khác, Alibaba sở hữu 493 triệu tài khoản khách hàng, số liệu tính đến tháng 12 năm 2016, trong đó có 443 triệu khách hàng thường xuyên giao dịch. Về mặt bằng chung, tại Trung Quốc có 731 triệu người dùng Internet trên tổng dân số là 1,371 tỷ người. Giá trị thương hiệu. Trang Forbes ước tính giá trị thương hiệu của Amazon là 98,99 tỷ đô la Mỹ và của Alibaba là 493 tỷ đô la Mỹ. Trên bảng xếp hạng giá trị thị trường, Amazon đứng ở vị trí thứ 4 trên toàn thế giới, trong khi đó, Alibaba ở vị trí thứ 12. Số liệu GMV. GMV là tổng doanh thu trong một khoảng thời gian nhất định của một trang web thương mại điện tử. Số liệu GMV của Alibaba vượt xa so với Amazon. Trong 4 năm từ 2012 đến 2016, số liệu GMV của Amazon đã tăng từ 61 tỷ lên 136 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận. Mặc dù số liệu GMV của Alibaba cao hơn đáng kể so với Amazon, lợi nhuận của hai tập đoàn này lại là một chuyện khác. Theo thống kê, lợi nhuận Amazon đã có lúc đạt mức cao ngất ngưỡng là 135 tỷ đô, trong khi Alibaba chỉ thu về 15,7 tỷ đô. Sự sáng tạo trong kinh doanh. Amazon nổi tiếng là một trong những công ty sáng tạo nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử. Việc phát triển Amazon Prime cùng những ưu tiên khi trở thành thành viên đã thu hút 65 triệu người đăng ký. Dịch vụ này cung cấp những ưu tiên về vận chuyển, giao hàng miễn phí, lưu trữ và các gói khuyến mãi. Hoạt động sáng tạo nổi tiếng nhất trong kinh doanh của Alibaba chính là ngày lễ độc thân. Đây là một sự kiện Alibaba tổ chức hàng năm cho những người yêu thích mua sắm. Ngày lễ độc thân được đánh giá là một trong những sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới. Tiềm năng cạnh tranh trong tương lai. Theo nhiều dự đoán, thị trường thương mại điện tử Mỹ sẽ đạt mức 632 tỷ đô vào năm 2020. Trong khi đó, thị trường thương mại điện tử Trung Quốc chỉ ở mức 1,7 tỷ đô la. Amazon vẫn đang đi theo chiến lược mở rộng thị trường, đa dạng khách hàng và sản phẩm kinh doanh. Còn Alibaba tạm thời vẫn trung thành với thị trường nội địa Trung Quốc. Sinh sau đẻ muộn, Alibaba có lẽ còn lâu mới theo kịp Amazon. Tuy nhiên, sự phát triển vượt bậc của cả hai tập đoàn đều rất ấn tượng. Chúng ta cùng chờ xem trong tương lai, Amazon và Alibaba sẽ có những sáng tạo mới trong ngành thương mại điện tử như thế nào nhé. Đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào để tiếp tục được cập nhật các thông tin thú vị, truyền cảm hứng từ hai tập đoàn thương mại điện tử này, bạn nhé.